hãy chơi trò chơi ăn mặc kinh dị và làm cho nhau hoảng sợ nhé. Đồng ý, tớ sẽ làm phép cho bạn. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cay trắng không? Wow, là một trò chơi nhỏ thôi. Wow, có ai gọi tên tôi không? Chúng tôi thích ăn mặc đáng sợ và làm mọi người sợ hãi. Chúng tôi có khuôn mặt rất hài và kiểu tóc như cô gái. Tôi thích đóng vai một zombie và trốn phía sau cái giường. Và khi tôi thấy bàn của mình, tôi đánh vào đầu anh ta. Au! Điều đó không tốt. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cái trang không? Trò chơi nhỏ thôi. Có ai gọi tên tôi không? Đó không phải là tôi. Tôi là một phù thủy và tôi mới bắt đầu thôi. Này bạn đừng lại gần tôi, tôi sẽ mời bạn ăn tối nè. Có ai gọi tên tôi không? Tên của Dracula. Chào bạn, có khỏe không? Tôi muốn cắn vào cổ bạn và đôi chân nhỏ bé kia. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cay trắng không? Wow, là một trò chơi nhỏ thôi. Có ai gọi tên tôi không? Tôi thích mà quá sợ hãi. Quấn quanh thân tôi, họ gọi tôi xác ướp thân yêu. Cảm ơn những tràng pháo tay. Cảm ơn xác ướp. Tôi là một con quái vật giống như Frankenstein. Yay, yao, hi. Tôi sẽ khiến bạn rung mình. À, hay lắm. Mà quái. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cay trắng không? Coi chừng. Chubidubidu Frankenstein. Ở trong hàng này, chúng ta đang làm Frankenstein. Làm Frankenstein. Zabedet ki, Zabedet du. Bắt đầu thôi, xem này. Bước sang 2, bước đến 4. Frankenstein đang nhảy trên sàn. Làm Frankenstein. Xúc xích. Làm Frankenstein.
chú vượt qua, ô chú vượt chú, hãy lắc đi qua lại nào. Lòng phía sau là con mèo, xem tôi làm ngài Frankenstein. Làm Frankenstein, Frankenstein, làm Frankenstein, Frankenstein, làm Frankenstein. Sợ đi, cứ như vậy tôi biến mất Frankenstein. Tôi đây làm Frankenstein. Làm đi. Du du ba du đi ba. Frankenstein du ba du đi ba. Làm Frankenstein. Rằng tớ đã đặt kẹo của mình trên bàn. Này, bánh kẹo của tôi đâu mất rồi? Tớ nghĩ rằng có ma quái xung quanh đây. Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Hay bạn? Hay bạn? Có gì đó tanh tưởi. Kẹo của tôi chẳng ở đó. Tất cả kẹo biến mất. Nó chưa đầy kẹo bon bon. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi nhân viên kẹo của mình ngô quê mang cầu xi non. Thanh sô-cô-la nhỏ nữa đây. Và hoa cam thảo của mình. Hey. Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Hay bạn? Hay bạn? Có một tên trộm kẹo ở giữa chúng ta. Chà, đừng nhìn tôi. Điều này thật khó hiểu. Tớ thật không thể hiểu nổi. Thạch đậu của tớ ở đây. Tớ đặt chúng trong bí ngô này. Giờ chúng chẳng thấy ở đâu. Ôi điên thật chẳng hiểu thế nào. Trong nhà quỷ âm này đây. Ăn hết bánh kẹo là ma đấy. Trừ khi đó là con chuột. Thứ gì đó nói với tôi không? Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Đôi khi điều này chỉ xảy ra khi bạn ít mong đợi nó nhất. Những thứ ma quái xung quanh này chỉ cần gì đó để làm. Có thể là nhưng không. Tớ nghĩ là tớ biết đây. Tớ thấy có một người lén lút lục lọi túi kẹo của chúng ta. Và tất nhiên tôi thét lên. Có ai nghĩ về nó không? Thực sự có thể sao? Một cặp vợ chồng trộm kẹo ngay ở trong gia đình tôi. Bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Hay bạn? Hay bạn? Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi ghét phải nói là ai. Nào kẹo bánh ai lấy? Đó là mẹ và ba. Tội lỗi. Được rồi, mẹ đã bị bắt. Cho con xin một ít kẹo được không? Chắc chắn rồi. Bô gà, tôi là quái vật. Tôi thích trại quái vật. Ồ, quái vật làm tôi sợ. Đó có phải là lý do tại sao cậu ăn mặc như một chú thỏ không? Hem, tôi là một chú thỏ. Là một đêm ma quái bạn ơi. Và nó ma quái suốt ngày. Bông ma hiện ra giọng nói thật dữ cực. Quay trở về đây.
sự đã buồn cười thì không nổi hổ. Gầy, trơn, quái vật chung ở đây, trốn, thôi, biến mất thôi. Gầy, trơn, quái vật chung ở đây, và ngày mai chung quay trở về đây. Mày bé đừng có sợ gì, con đang cố. Quái vật cũng có cảm xúc, thật ư? Chuẩn bị đi đón nỗi sợ hãi của con. Thật sự hài hước.